Xin kính chào quý vị và khán giả. Ngày hôm nay thì tiếp tục với một anh chủ máy xúc. Đấy, một anh đẹp trai. Chi hội trưởng của hội máy xúc đấy. Hôm nay anh làm món gì đây anh ơi? Màn biểu diễn ấy hả? Đấy, biểu diễn màn máy xúc lên ô tô các bạn ạ. Đấy. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài ngày thì ngày hôm nay thì ông anh của mình, một người chi hội trưởng, lại tiếp tục biểu diễn cái màn máy xúc lên ô tô. Nhiều anh em thì thắc mắc rằng không biết là máy xúc leo lên ô tô khó không? Máy xúc leo lên ô tô khác gì với máy xúc lên phò? Thì hôm nay anh ấy sẽ biểu diễn một cái bàn máy xúc leo lên xe ô tô. Đây. Đây là một con ô tô đây bạn này, xem một cái màn biểu diễn máy xúc leo ô tô trong trường học. Ôi, làm gãy sinh dã man luôn. Đây, toàn các em lớp 11, lớp 12 xinh tươi. Đây, bình thường leo phọt thì đây không phanh pháo gì luôn. Đấy, tự leo lên rồi. Trời ơi. Thấy không? Tự leo lên ô tô luôn. Không cần phanh, không cần tiếc gì cả. Rất là nguy hiểm này. Đây này. Trời ơi. Nhưng mà ô tô này thì nó không bỏng đầu được lên như thằng Ford. Thằng Ford thì còn bỏng đầu được. Đây bạn thấy không? Đây chính là những cái khách mà biểu diễn máy xúc leo lên ô tô cực kỳ hay, chỉ có ở Việt Nam. Đấy. Việt Nam mới dám làm như thế này thôi, còn như nước ngoài thì đâu cười chưa? Công nghệ này chỉ có ở Việt Nam, nước ngoài không có. Có một gầu thôi anh. Đấy, nữ sinh rất là đông. Trời ơi, đấy tắt máy cũng theo kiểu tắt máy công nghệ của... Đấy, mùi quả mùi đấy, kết quả mùi mở lên mở xuống dã man luôn. Ok các bạn, đấy. Vừa rồi là anh đã biểu diễn một pha máy xúc leo phọt độc nhất chỉ có ở Việt Nam. Đấy. Rồi, video ngắn ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo. Ok.